Bạn nào xem kênh của mình thì cũng biết là mình có chơi Yu-Gi-Oh và mình khá là thích trò chơi này. Nói Yu-Gi-Oh thì có thể nhiều bạn không biết, anh cứ gọi cái tên phổ thông nhất đó là Magic. Mặc dù rõ ràng Magic là một trò chơi khác, nó không liên quan gì đến Yu-Gi-Oh, nhưng mà vì mấy ông Việt Nam khi mà đưa sang Việt Nam thì nhầm, thế nên là chịu rồi. Và vậy trong, có thể các bạn không biết thì trong Yu-Gi-Oh có nguyên một archetype về các vị anh, các siêu anh hùng. Trong đấy có nguyên một phần nhỏ, đó tên là Mask Hero, là lấy hình tượng từ Kamen Rider, và rất nhiều hero trong manga hình tượng Kamen Rider, ta bỏ qua chuyện đấy. Và trong một video hôm nay thì mình sẽ phá lệ một chút, video này sẽ không về Kamen Rider nhiều, nên nếu bạn nào mà thấy không thích thì các bạn có thể out. Và mình sẽ xem từng Mask Hero một, và xem là Mask Hero đấy giống Kamen Rider nào trong series Kamen Rider thật. Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu nào. Đầu tiên là Mask Hero Blast. Vậy thì trông có vẻ giống Kamen Rider W Cyclone Form vì nó đều có màu xanh lá, có sức mạnh gió, có một cái khăn đằng sau lưng. Nó cũng có thể là các cụ Rider 1 và 2, như các cụ cũng có màu xanh và khăn, nhưng mà các cụ hình như còn có một tí màu đen thì phải. Mình vẫn thấy giống Cyclone hơn. Tiếp theo là Mask Hero Divine Wind. Vậy thì Mask Hero này là phiên bản nâng cấp của Mask Hero Blast, nên là chắc cũng là Cyclone meh. Các bạn có thể gợi ý nó giống gì ở trong phần comment. Tiếp theo là Mask Hero Vapor. Nó có màu xanh, nó có hệ nước, vũ khí của nó hình như là có hai đầu, chắc chắn là Kyuga Dragon Form hoặc là Agito Storm Form, vì cả hai form này đều sử dụng vũ khí hai đầu, có một tí màu xanh, hoặc cũng thể Deno Rod Form. Rod Form có vũ khí hai đầu không nhỉ? Nhưng mình vẫn trông thấy giống Kyuga và Agito hơn, không thấy giống Rod Form lắm, không thấy giống Deno nói chung luôn kìa. Tiếp theo là Mask Hero Acid. Vậy thì nó có màu xanh, nó sử dụng súng, DN. Trông rất giống, trông không giống DN lắm nhưng mà nó có sự điểm chung với DN. Ngoài ra thì quả mặt của nó trông có vẻ khá giống Ibuki, và tình cờ là Kamen Rider này cũng có một chút xanh và sử dụng súng, hoặc có thể là Isa Rising Form cũng dùng súng. Và nghĩ theo góc độ đây là bản nâng cấp của Mask Hero mình vừa nói ở trên, đó là Vapor, thì khả năng có thể là Isa Rising Form thật. Tiếp theo là Mask Hero Gouka. Gouka có màu đỏ, Kyuga là rõ. Hoặc là Agito Burning Form. Chắc là Burning Form, nó không phải là Flame Form được, bởi vì Flame Form thì chỉ có đỏ một bên tay, còn Burning Form thì mới có kiểu trông cực kỳ đỏ khắp cơ thể. Mình cũng không thấy giống các Kamen Rider khác có màu đỏ lắm, nên là mình nghĩ Kyuga với cả Agito là hai lựa chọn hay nhất rồi. Tiếp theo là Mask Hero Titan. Vậy thì fun fact, hero này là có giới tính là nữ, và nữ màu trắng, sử dụng rapier, có áo choàng, chắc chắn là female trong Kamen Rider gì nhỉ, Kamen Rider Rookie trong movie 13 Rider và vài cái khác. Nó cũng có thể là Kivala nhưng mà không giống lắm, bởi vì Kivala thì có một tí màu tím, và rõ ràng thì Mask Hero này không có cái điểm gì là lấy từ con rơi cả. Tiếp theo là Mask Hero Koga. Đến phần khó, đây giống Kamen Rider nào nhỉ? Màu trắng, Isa chăng? Có vẻ đúng, nó có mắt màu xanh nước biển và màu trắng cũng với một chút vàng cơ thể. Nhưng mà các bạn biết còn thằng nào màu trắng, mắt xanh, một chút vàng cơ thể không? Deno Wing Form. Nhưng mà Koga không có cánh nên là... Nhưng Koga có hai vũ khí nhỏ bên tay giống Wing Form. Chắc là Wing Form đấy. Mình thấy trông chả giống Isa chỗ nào cả. Và nếu bên trên nó có vẻ giống Isa rồi thì bên này cũng giống Isa thì hơi lạ. Tiếp theo là Mask Hero Dark Law. Dark Law, hình sói có màu đen. Ai đó có thể gợi ý không? Ý mình là không thiếu Raider đen, nhưng mà có mõm là hình tượng từ sói thì lại khá khó, nên mình hiện tại chưa nghĩ ra cái color gì cả. Nếu có bạn nào có ý tưởng có thể nói giúp phần dưới phần comment giúp mình nhé. Tiếp theo là Mask Hero Anki. Vậy thì nó có chữ Ki, nó có màu đen và cái mặt như thế thì chắc là Hibiki. Ngoài ra cũng có thể là Joker, vì anh Joker cũng đen xì, nhưng mà mình thấy giống Hibiki hơn, bởi vì thực sự là nhìn quả mặt đi. Ngoài ra thì đấy là hết tất cả những Mask Hero rồi, nhưng vẫn còn một lá bài nữa, tên là Construct Hero Chaos, với điều kiện là sử dụng hai Mask Rider đến phần này, và nó có màu đen và màu trắng, vậy nên là bất kỳ ai có mắt đều nghĩ biết ngay được đây là Kamen Rider W Fang Joker chắc chắn luôn, bởi vì đầu tiên nó yêu cầu hai người giống y hệt như là Double, và nó có màu trắng màu đen. Ngoài ra nó cũng có áo choàng, có cái khăn đằng sau lưng. Ngoài ra thì cái effect của con, hiệu ứng của con này nó vô hiệu hóa đối phương giống Eternal, nên có thể đây là Eternal Joker Form đặc biệt do Konami tạo ra.
À, ngoài ra thì còn có Vision Hero Poison trông khá giống Aoja, và nó chính là lý do vì sao mình làm cái video này, bởi vì mình có lá này ngoài đời thực và mình nhìn thấy khá giống Aoja mà mình nghĩ ra ý tưởng này. Vậy thì đây hết video rồi. Nếu bạn thấy hay hãy like, subscribe. Mình biết rồi là cảm ơn các bạn vì đã xem. Nếu là các bạn thấy những cái video kiểu này về những cái thú vị về cái này là các thứ này hay thì các bạn có thể nói dưới phần comment là mình sẽ làm thêm nhiều video như này. Vậy nên không gì nói thêm thì bye.